đêm qua các bạn có ngủ ngon không? Một giấc ngủ ngon và đủ giấc là thứ không thể thiếu với con người. Nó cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại năng lượng. Ấy thế nhưng, dù là khi đi ngủ, bộ não của chúng ta vẫn tiếp tục miệt mài hoạt động, tạo ra một chuỗi các hình ảnh, ý niệm, cảm xúc và cảm giác mang tên giấc mơ. Và đây cũng sẽ là chủ đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Con người có thể mơ tại bất kỳ giai đoạn nào của giấc ngủ, nhưng càng về sáng, những giấc mơ càng có xu hướng trở nên rời rạc và mơ hồ. Tuy đây là chủ đề khiến nhiều người tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà khoa học, nhưng số lượng các nghiên cứu về giấc mơ thì lại khá khiêm tốn. Lý do một phần là bởi tận 95% giấc mơ bị chìm vào quên lãng ngay khi con người tỉnh dậy. Dù không phải ai cũng có thể nhớ mình đã mơ thấy gì, hay thậm chí là có mơ hay không, nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng ta hoàn toàn nhận thức được giấc mơ của mình. Điều này lý giải việc có những người khóc khi mơ, hay tỉnh dậy mà thấy tim đập thình thịch. Theo nghiên cứu của các giảng viên đại học tại Canada, dựa trên số liệu từ 1.181 sinh viên năm nhất đang theo học ở 3 thành phố, bất kể độ tuổi, giới tính, thì một vài giấc mơ phổ biến nhất bao gồm bị đuổi theo, chiếm 81,5%, rơi tự do, chiếm 73,8%, bị rụng răng, chiếm 18,8%. Nhưng các bạn có thấy kỳ lạ không? Những giấc mơ kiểu này nghe cũng rất đỗi quen thuộc với chúng ta, và nhiều người trên thế giới cũng có chung suy nghĩ. Chính vì vậy mà tồn tại quan điểm cho rằng giấc mơ có tính phổ quát, tương đồng ở mọi miền trên trái đất. Và một trong những đặc điểm cũng được cho là phổ biến của giấc mơ, đấy là chúng ta thường không mơ thấy mùi hương. Nghiên cứu của Nelson và Donnery vào năm 1998 với 164 đối tượng đã phát hiện ra trong tổng số 3.372 giấc mơ được ghi lại suốt 3 tuần liên tiếp, chỉ khoảng 1% có sự xuất hiện của mùi hương. Nhưng sự thiếu vắng của mùi hương trong các giấc mơ chỉ là một trong những ẩn số về chúng. Penelope Lewis, tác giả cuốn sách Thế giới bí mật của giấc ngủ, đã phát hiện ra bộ não không chỉ đơn thuần sử dụng các ký ức hay trải nghiệm sẵn có để tạo ra giấc mơ, mà còn pha trộn ký ức với kiến thức để tạo ra những tổ hợp hoàn toàn mới và vô cùng sáng tạo. Các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra bằng cách nào mà những giấc mơ có thể làm được việc này. Nhưng rõ ràng, khi ngủ, bộ não của chúng ta hoàn toàn không bị trói buộc và có thể tự do tạo ra những chuỗi liên kết mới. Quá trình này không chỉ hữu ích cho sự sáng tạo, mà còn tạo điều kiện cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc và tăng khả năng giải quyết vấn đề nữa đấy. Vậy là không chỉ riêng việc đi ngủ và cho cơ thể nghỉ ngơi đóng vai trò quan trọng với con người, những giấc mơ tưởng như vô thưởng vô phạt cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Chúc các bạn đêm nay sẽ ngủ thật ngon và có những giấc mơ đẹp nhé! Các bạn nghĩ sao về chủ đề hôm nay? Xin gửi thư góp ý hay câu hỏi về hòm thư aspirin@gmail.com. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.